Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 500 token Shiba Inu, Black Shiba Inu. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó mọi người chọn Join Airdrop và Join vào Telegram. Rồi mọi người quay lại rồi kênh Partner. Tiếp tục follow Twitter. Ok, mọi người chọn theo dõi, quay trở lại. Mọi người retweet bài đăng ở trên kênh Partner. Rồi mọi người sẽ chọn like này. Và chọn trích dẫn, sau đó tag tên của nó vào. Ok, tweet lại. Rồi sau đó sẽ quay trở lại bot. Bấm chọn Submit. Rồi mọi người chọn Don. Tiếp tục nhập profiling Twitter. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Thì địa chỉ ví mọi người có thể lấy ở trên chiếc wallet hoặc MetaMask. Rồi bấm vào Smart Chain, chọn sao chép, quay trở lại, dán địa chỉ. Ok, chọn Don. Rồi sau đó sẽ nhập đường link retweet ở trên bài đăng liên kết. Rồi mọi người sẽ vào Twitter này. Sau đó chọn vào ảnh đại diện. Chọn hồ sơ. Và sao chép cái liên kết này. Quay trở lại. Dán nó vào. Rồi sau đó thì like và chia sẻ cái video gần đây nhất của nó. Chia sẻ, chọn chia sẻ lên Twitter. Ok, tiếp theo thì mọi người sẽ lấy profiling của kênh YouTube. Rồi, chọn vào kênh và chọn chia sẻ, sau đó sao chép đường dẫn, quay trở lại, dán. Ok, chọn balance kiểm tra số dư. Rồi chọn withdraw. Thì cái dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 10 tháng 12 nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.